cô dì, chú bác, anh chị, các bạn trẻ nào thanh niên đang và đang liên tục trở về với các phòng yêu thương của gia đình ảnh của chúng tôi để cùng nâng lên những lời giờ mời hạnh phúc, chúc tương lai. Đặc biệt cũng chúc cho quý vị khán giả của hai bên gia đình chúng tôi, buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến một cầu nối tình yêu được tạo ra do mảnh đất Điện Biên và Hà Nam. Với niềm vui và hạnh phúc đó thì giờ phút ở đây, gia đình chúng tôi đang nhận được thêm những tình cảm yêu mến đến từ chính tận địa quốc vị đến khu vực ngại đường xã sân tôi. Với chúc tình yêu ngọc và thủy dầu quý báu trở về với cánh đồng yêu thương để cùng nhau chuẩn bị chứng kiến những phút tuyệt vời mà cặp đôi yêu của chúng tôi sẽ gửi tới người quý vị ngay trên sân khấu của Đình Quốc buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin hân hoan chào đón và kính mời tới tận đây quý vị sẽ cùng lựa chọn ra những người bạn tâm đắc cho tất đến đủ 6 người bậc tâm, sẽ lựa chọn những người bạn hàng ghế thật thư thái và thật thoải mái cùng nhau nhập kiệt buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại Huệ Long. Mình đi bờ hốc cầm bờ cầu vì sóng tan phải xa xí. Ở quay mình đi bên chân bờ sàn bên chết. Mình đang chết đi vì chết đời mà. Sóng tan phu xa tận lai sức rồi. Trái cầm kiếm ba hà đầy đầu phố vũ ma sức chỗ nhang. Lưu mình đi bên chân tổ chức ban khẩu lò hòm. Đánh lạ khi không hẳn năng tử tư phương. Nghe bà trái cười hành vị. Ở sức ngày nọ ban khẩu lò hòm không thướng sự sức khỏe. Còn lập còn thân đầu. Một bác tàn nhà tây hương. Thôi có mơi một nước chất toàn thật tốt của mẹ bị nồng. Chúng ta sống bàn sầm na. Giữa lại huyền lại xóm. Xuống lại những đi trái lại bàn lại mương. Bàn phương giữa bác trước trọng. Có nhân đầy phát mơi cầu ngạc trướng chẳng sức khỏe. Thôi có phong cảnh bắt trầu tổng sắp tân lửa. Thái lúc nửa sửa đi. Bác cần khí sửa máy tế tăng ruộng. Càng lại khua. Cái này tăng bác cảnh tổng hòa buồn. Đàn thương sức khỏe kỳ lọc của mẹ bị nồng hơi. Và đọc bác tàn nhà tây hương. Thời nhân sức mày áo em luôn. Tùy ý bị nồng không chứng hơn sửa ho. Muốn bước trước toàn. Buồn của mẹ bị nồng ho. Trước trước. Khổ vùng mát đang tác quần. Đang thích của các bị nồng của mẹ bị nồng hơi. Nó cây thứ nhất để chăn tà bằng muôn mươi đi. Nhất nhóm các lệnh sống nhất lại bò mẹ. Lại bị nồng sẽ lại bản đại mướng mới bò mẹ bị nồng nơ. Bò mẹ bị nồng nơ mọt gón hoa trước trước của bà đang gón. Bò mẹ bị nồng nơ hoa tốc lặng. Hoa khổ bà đang tốc lặng. Nếu bà đang chậm chờ bò mẹ bị nồng nhất. Khánh chế là hòm. Chúc phúc cho buồn thở người hàng bờ phanh. Chúc mừng sống phái phu giả tận lai sức khỏe. Tên đồng bà đã phát sức khỏe. Tăng đảng tây hương. Phó công phó cơ mơi. Quân mức chúc toàn học tích lại bò mẹ bị nồng.
cũng sẽ lựa chọn ra những chỗ ngồi thật thư thái và thật thoải mái nhất để chúng ta chuẩn bị tinh thần chứng kiến giây phút tuyệt vời mà cặp đôi Hương với gia đình hạnh phúc của chúng tôi sẽ tạo ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa kính nhận bộ phận lễ tân của gia đình, chúng ta sẽ thay mặt gia đình hạnh phúc đến lời chào tất thể và cô dâu. Chào đón các mời gia đình quốc mình trở về nhập tiệc buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ạ. Đón chào mời quý vị khách mời sẽ trở về với sân khấu của chúng ta. Và vào ngày hôm nay niềm vui này cũng cực kỳ đặc biệt, nhà gái hân hoan mừng thể thao và trang thể thao đó đang trở về với sân khấu để ra mắt với quý vị. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía sân khấu chúng tôi, cùng nhau chiêm ngưỡng trang thể tuyệt vời mang tên Thanh Bình. Chúng tôi sẽ gửi lời chào tới quý vị và một cái cô chào thật sâu nhã, một chàng viên tinh lớn dành cho chúng tôi Thanh Bình. Và kính thưa quý vị, chúng thể của chúng ta là Bình tuyệt vời ạ. Đây là cô con gái cực kỳ yêu quý mà ông đã bảo vệ, chăm lo và đương nhiên sau những thử thách cực kỳ đặc biệt, thế nào thử thách đó đã được chú rể xem về vượt qua và giờ phút này ông sẽ chính thức trao cô con gái yêu quý của mình cho chàng rể tuyệt vời mà tên Thanh Bình để hai ông tiếp tục bảo vệ, chăm sóc và sẽ cùng nhau có một cuộc sống cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta cùng chàng với lời chúc lớn dành cho công ơn tuyệt vời của một người bậc cha đấng thiên thành, tức là công cha hình tướng thái sơn miệng mẹ hơn nước trong nguồn chảy ra, dù cho biển rộng bao la làm sao sẽ được mẹ ta giữa đời, mà dù cho thiên thái cao vời làm sao sẽ được một đời con cha. Cảm ơn đấng thiên thành đã tạo ra ngày tuyệt vời của công dâu có thể chúng ta. Giờ phút này quý vị đang được chứng kiến giây phút tuyệt vời nhất, đó chính là sự hiện diện của đương kim chú rể Thanh Bình, cô dâu Hương quê. Đây chính là cặp đôi đường chủ nhân của tấm thiệp hồng, chắc là hạnh phúc không hề đổi thay. Và có chẳng lý do tất cả quý vị trở về đây để chứng kiến từ gửi lời chúc tốt đẹp. Dạ vâng, giờ phút này xin mời cô dâu chú rể ạ, xin tiến về phía trước một bước đi ạ. Quý vị cùng hướng mắt về đây để cùng nhau chiêm ngưỡng nụ cười hạnh phúc. Và đương nhiên cặp đôi hương tân lang tân gia nhân của chúng ta trân trọng giới thiệu với toàn thể hội trường. Đương nhiên trở về ngày hôm nay rất vui, rất vinh dự cho gia đình nhà gái được chào đón và tiếp đón các vị đại diện của gia đình nhà trai đến từ mảnh đất rất xa xôi, và chính là từ Hà Nam trở về đây. Thì ban tổ chức trân trọng giới thiệu đứng trên sân khấu là sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Lan cũng như một bác trưởng đoàn của gia đình nhà trai, đó chính là bác Diên. Xin mời ạ, xin mời hai bác sẽ tiến về phía trước một bước để ra mắt với huân chương nhà gái ạ. Một tràng lễ tân lớn dành cho đại diện gia đình nhà trai ạ. Xin chào, cảm ơn, kính mời anh bà sẽ tiến về vị trí cũ. Và kính thưa quý vị, toàn quyền thân quý thân mến, ngày hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2024, một ngày cực kỳ tuyệt vời, ngày lành tháng tốt mà tất cả chúng ta được chứng kiến một đại lễ quốc huy tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Một cầu nối tình yêu được diễn ra với hai mảnh đất Điện Biên và Hà Nam, và đương nhiên với điểm đến của một tình yêu đẹp, đó cũng chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim hòa làm một. Và để rồi đến ngày hôm nay đây, tất cả chúng ta đã có mặt tại khán phòng yêu thương của gia đình nhà gái chúng tôi tại bản Xôm, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cùng với một lý do đặc biệt và duy nhất là tham dự đại lễ quốc huy dành cho cô dâu Thu Phương sẽ đến cùng chú rể Thanh Bình. Và với sự thống nhất của hai bên gia đình, với sự đồng tình của chính quyền địa phương, với mong ước của cô dâu chú rể, giờ phút ở đây chân trời chứng kiến của toàn thể hôn trường cưới, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi đại lễ quốc huy dành cho cô dâu Thu Phương sẽ đến cùng chú rể Thanh Bình. Thank you.
Cùng vào những ảnh cực kỳ tuyệt vời của chúng ta cũng đang được lưu giữ lại bởi các cameraman cực kỳ nhiệt tình của chúng tôi. Và đương nhiên đúng không ạ, bàn pháo sáng của chúng tôi đang sáng từ từ để chờ đợi những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị dành cho đại sứ đình hạnh phúc của chúng tôi ạ. Tràng vỗ tay thật lớn ạ. Xin được thay mặt toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bạn trẻ đàn tân niên đang có mặt tại khán phòng yêu thương của gia đình buổi trưa ngày hôm nay, kính chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và để đánh dấu mốc son lịch sử cực kỳ tuyệt vời này, để minh chứng rằng kể từ giây phút này trở đi, cô dâu chú rể sẽ chính thức chung ông, chung bà, chung cha, chung mẹ và đương nhiên sẽ chung cả những đứa con xinh xắn. Thì xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến về phía trước một bước đi ạ, sẽ từ từ quay mặt vào nhau để trao cho nhau cặp nhẫn cưới kỷ vật thiêng liêng nhất của tình yêu. Xin mời chú rể cho ra mắt cặp nhẫn tình yêu đi ạ. Một vòng tròn không có điểm đầu, không có điểm kết thúc, thể hiện tình yêu vĩnh cửu mà cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau từ giờ đến cuộc sống mai sau. Và để thể hiện sự tôn trọng yêu cảm của mình dành cho cô dâu xinh đẹp thương vương, xin mời chú rể sẽ quỳ một gối xuống để tạo ra hình ảnh lãng mạn buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Chân thành nhất gửi tới tất cả các trường ạ, trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày lành khá tốt, được sự nhất trí của gia đình thông báo chú và gia đình thông báo tư và hai cháu Thanh Bình và Thu Phương. Trên con đường công tác, các cháu đã quen biết và tìm hiểu nhau, đến nay đã tình yêu đã chín mùi. Các cháu đã thông cảm hoàn cảnh của nhau, các cháu đã quyết tâm xây dựng hạnh phúc trong năm, trong đó không kể qua thời tiết rồi là đường xá xa xôi, các cháu vẫn đi đến với nhau và quyết tâm xây dựng hạnh phúc cho năm. Hôm nay thay mặt toàn nhà gia chúng tôi có cơi dầu lên để xin là cháu Thu Phương về làm dâu con của họ chúng tôi và làm dâu của ông bà ông chú, và cũng từ lúc này trở đi chính thức cháu Phương là con dâu của họ chúng tôi, cháu Thanh Bình là con rể của các cụ ông bà quan cư cho họ. Một lần nữa, trước khi mời lời thay mặt cho đoàn họ trai, chúng tôi xin chúc tất cả các cô, các ông, các bà, các anh, các chị, quan viên hai họ trong hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xin chân thành cảm ơn. Người ông của cô dâu, ông ngoại của cô dâu sẽ chính thức và vâng đích thân trở về với sân khấu để gửi những lời cảm ơn tới tất cả quý vị, bởi vì tình cảm mà toàn thể quý vị dành tặng cho gia đình chúng tôi là không từ nào có thể đong đếm được. Chính như vậy ạ, ông tin rằng sức khỏe có thể rằng không thể bằng thanh niên được, nhưng với một sự nhiệt tình của nước ông Hà Tử Long ly rượu kết tình thông gia giữa hai bên gia đình và cũng sẽ là ly rượu gửi lời cảm ơn tới tất cả hội trường. Giới ban tổ chức công nghệ trân trọng và kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị chứng kiến và hưởng ứng hai ly rượu đến từ gia đình của chúng tôi. Sức khỏe nào ở đầu cô sư đôi, chúc phúc cho buổi đám cưới hạc ở phách nào trước đẩy hạc cần tàu cùng đành khách cần tàu cùng đón và cần hợp sức cửa bàn nơi của mẹ bình đẳng ơi sớm với bà mẹ nọ giúp cáo ngơi san tiền chén đầu nơ nhau chén đầu sớm cần chúc phúc cho buổi đám cưới hạc ở phách nào bình đẳng ơi. Xin mời quý vị chúng ta cùng đây ghi rượu thật cao lên và ngày hôm nay với tiệm ảnh nhà ốc đến từ quay giờ tôn giáo, xin chúng ta cùng khắc từ bài này của toàn thể quý vị, xin mời ly rượu đầu tiên nha. Rõ ràng quý vị, xin mời ly rượu thứ hai đi ạ. Rượu đồng thiết nghĩa phù thề, rồi vâng, chén rượu tình, rượu nghĩa, rượu hạnh, rượu phúc. Và wow, sẽ chịu như thế nào đúng không ạ? Giờ phút này quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo bức ảnh đẹp tuyệt vời nhất để cameraman của chúng tôi có thể lưu giữ lại tuyệt vời khoảnh khắc tuyệt vời này của bà con bản Sơn, xã Lợi Tấu nói chung và tất cả quý vị đã có mặt tại hội trường nói riêng. Chúng ta sẽ cùng dơ thật cao ly rượu của mình và sẽ cùng dô thật to cùng MC Tổng
hơn để chúc mừng cho cô dâu chú rể được không ạ? Giơ thật đầy, giơ thật cao nào quý vị ơi. Hãy cho bạn thực chất nhìn thấy cánh tay của quý vị đi ạ. Và MC xin phép được thống nhất quý vị rằng MC sẽ bắt nhịp một chút. Thế này MC hô, quý vị anh chị ơi, chúng ta ơi được không ạ? 1, 2, 3, giơ. 2, 3, ướng. 2, 3, cạn. Và thêm một cây, 2, 3 nữa là chúc mừng hạnh phúc. Quý vị đồng ý đúng không ạ? Hãy cho chúng ta nhìn thấy cánh tay của quý vị. Quý vị anh chị ơi, 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Xin mời các bạn đến với quý vị. Lớp bốn tới kề và đây chính là chút quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng và để nuôi con sau này gặp sinh đủ gái đủ trai nuôi con khôn lớn thành tài mẹ vui kẻ tuyệt vời. Món quà đến từ mẹ của cô dâu, các cô dâu và chú rể cảm ơn món quà tuyệt vời đến từ bố mẹ đã trao cho hai con yêu quý của mình. Và rất chào cảm ơn món quà đến từ bố mẹ của ngày đẹp nhất của gia đình ảnh của tôi đang được chứng kiến bởi rất rất đông toàn thể quý phụ yêu quý bà. Dạ vâng, và đó chính là ngày hôm nay cô dâu chú rể nhận được rất nhiều những tình cảm cho tặng cho chú rể và cô dâu. Và sau món quà này sẽ là món quà của gia đình chú Lún Dung đã chuẩn bị và trở về với sân khấu trao tặng cho cô dâu chú rể. Rất vâng, cảm ơn món quà đến từ gia đình anh chị Hoàng Giang rất nhiều. Xin mời món quà đến từ gia đình chú gà gà, món quà đến từ gia đình chú Lún Dung đang trao tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Rất vâng, cảm ơn tình cảm mình đặc biệt ạ. Kính mời gia đình anh chị Tiến Lương trở về sân khấu. Chiếc cấu là món quà đến từ gia đình anh chị Tiến Cương. Và kính mời món quà tiếp theo của gia đình dì Việt Nhung rất nhân. Rồi cảm ơn món quà đến từ gia đình dì Việt Nhung rất nhiều ạ. Xin mời món quà đến từ gia đình cậu rất nhân sẽ trở về sân khấu. Các cháu, các em của mình đến những khâu trao quà trên sân khấu của chúng tôi đang tốn khá nhiều thời gian chờ đợi của quý vị, nên rất mong quý vị cùng thông cảm. Chúng ta chia cùng nhau về những người bạn tâm đắc, những câu chuyện tâm tình và những thông tin tiền đồng để chờ đợi gia đình chúng tôi ít phút nữa thôi sẽ trở về. Cảm ơn trực tiếp tới tất cả quý vị. Hình ảnh trên sân khấu là món quà đến từ gia đình cậu dân ngân ca tặng cho cô dâu và chú rể. Sau món quà của gia đình cậu dân ngân sẽ là món quà của gia đình cậu Phấn Chi.
Dance my love.